Theo Tổng cục Hải quan, căn cứ luật đa dạng sinh học quy định những hành vi nghiêm cấm về đa dạng sinh học, trong đó có bao gồm hành vi nhập khẩu, phát triển loài ngoại lai xâm hại. Căn cứ quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành luật thủy sản, thì tôm hùm đất không có tên trong danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam. Đồng thời, căn cứ thông tư của Bộ Tài nguyên Môi trường, thì Procambarus clarki thuộc danh mục loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại. Do đó, để kịp thời ngăn chặn và quản lý chặt chẽ việc nhập khẩu mặt hàng tôm hùm đất, bảo vệ môi trường và tránh tác động xấu đến sản xuất nông nghiệp, Tổng cục Hải quan vừa yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các chi cục hải quan, đội kiểm soát hải quan phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu tôm hùm đất, kịp thời đấu tranh ngăn chặn đối với các hành vi vận chuyển trái phép các mặt hàng này vào Việt Nam.